Chị hôm qua mới mua 4 hộp đó. Chị uống rồi chị thấy bớt sao? Chị, mấy người đó làm gì nè? Họ nói là thì cứ mua thử dùng họ một hai hộp đó, mọi ba bốn người gì đó. Thôi mua mọi bên kia đi, người ta ship đi cho hả? Dạ, chị gửi, chẳng chị gửi đồ về, chị gửi về luôn. Mà họ uống, nếu mà họ thấy mà được á thì họ tự bên đó họ mua. Đúng rồi, bây giờ kêu họ vô coi YouTube Hằng Kali đi, em nói mỗi ngày em cho số điện thoại bên kia đó. Dạ, mà em nếu mà giờ chị gửi gì về rồi không biết tính theo cái tiền Việt Nam bao nhiêu ha em. Giờ chị ta uống là chị bị cái gì vậy? Chị thấy quớt cái gì vậy? Tại vì lúc trước cái tay chị mới có khớp á, nó sưng mà nó đau lắm. Mà bây giờ chị uống của em cái hộp đầu tiên á là 4-5 ngày thì thấy nó đỡ đau rồi. Wow, đá gì? Từ từ bây giờ nó không có sưng đỏ nữa, mấy khớp của mấy cái lóng tay á. Nó không có sưng đỏ nữa mà bây giờ nó đỡ đau nhiều lắm. Trời ơi, đá gì? Thành ra sáng vừa rồi chị về Việt Nam chơi, cái gặp người bạn họ cũng than đau vậy, cái chị nói họ nghe trời khoái quá, nó thôi em về thì em cứ mua giùm chị mỗi người hộp đi, rồi em gửi về cho chị cũng thử nếu được. Chị nghe em nói nè, chị phải tự mua bên đó luôn, mấy món họ tự mua nó luôn, chứ em không gửi nữa. Chị giải thích cho người ta hiểu. Chị giới thiệu, chị giải thích ta hiểu, giống như tại cơ thể chị nó hấp thụ nhanh đó. Mà chị uống có hộp là chị thấy nó quớt liền. Còn nhiều người cơ thể chưa hấp thụ là cái liệu trình uống phải từ 2 hộp mới thấy quớt. Thì đây nói mỗi người cơ không biết như thế nào, nhưng mà em muốn chị uống trong vòng có 4-5 ngày thì thấy nó đỡ liền. Wow, là bây giờ chị không đau nữa, cái khớp tay. Rồi, chị uống 5 hộp rồi đó. Wow, tiếp tục uống. Đã chưa? Không, tiếp tục uống chị. Không phải chị uống nó tốt cho khớp xương, mà chị phụ nữ nó tốt cho chị nhiều thứ lắm. Nó đẹp da nè. Chị thấy quất quá, cái chị mới giới thiệu họ đó, nó thôi cứ mua giùm họ đi. Uống lần hộp đầu tiên á, lại đây gửi về cho bạn. Mấy người đó uống quất. Thì chị cho số phone bên đó, đỡ bên đó họ tự họ mua. Đúng rồi, bên kia họ tự mua. Bởi chị lấy tiền lại, giờ chị không biết lấy gì Việt Nam mà lấy bao nhiêu. Bởi chị mới hỏi em bên đó. Thì thôi lấy bằng cái giá bên Việt Nam, bà chị em bà đưa ra giá lẻ cho người ta đó. Như vậy là nói chung là chị là quá good luôn, cái khớp tay và không đau luôn. Good luôn, chị uống là 5 hộp, 6 hộp gì đó. Wow. Bây giờ hộp 6 bắt đầu đang uống nè. Vậy đó, là chị uống. Chị về Nam chị đâu có đánh, dám đem về để bỏ ẩm, chị ngu không dám đem về, chị thấy nó bột trắng trắng á, chị sợ lắm. Đấy, nó. Chị làm gì có 1 tháng luôn, về bỏ 1 tháng không có uống. Trời đất ơi. Ai đem về cũng được, cái này là bột collagen, đương nhiên đưa qua máy mà có cái chất tầm bậy nó kêu bể máy người ta luôn chị. Đưa qua máy mà cái chất tầm bậy nó kêu mà bể máy luôn. Thôi bỏ vậy, chị cứ sợ cho ông xã thôi ngưng đi, cái chuyện ngưng 1 tháng. Là không có đem về đó, đi là chịu không uống 1 tháng đó. Trời đất ơi. Không có sao hết trơn, chị biết không, ở đây thôi gắng uống kiên trì, vậy là cho da đẹp nữa, rồi good về phụ nữ nữa, tóc nữa. Vậy đó. Ok. Thấy cũng chưa có hiệu quả, nhưng mà cái khớp tay đau á đều hiệu quả. Khớp tay đau hiệu quả là cái đó là quá tuyệt vời rồi, còn bây giờ cái đẹp là đâu phải thần thánh đâu, uống vô đẹp liền. Kiểu mà nó cái lóng tay mình nó không có bị sưng, không có bị đỏ, hồi trước nó sưng mà nó đỏ, nó bóng bóng á. Mà bây giờ nó hết luôn, đỡ luôn. Trời đất ơi, còn gì bằng nữa. Còn cái đẹp với cái phụ nữ rồi đó là hả, chị uống đi, kiên trì đi, nó giữ chị da sẽ mộng bóng rồi không rụng tóc nữa, đẹp lắm. Cái tóc này chị chưa thấy tại chị cũng tóc nhiều lắm rồi. Chị cũng rụng nhiều hả? Nhưng mà bây giờ chị uống đều sáng tối nha, tùy theo cơ địa của mỗi người họ hợp cái gì. Đúng rồi, uống đều vậy đó. Với lại pha một lượng nước vừa đủ, chứ đừng có pha cho một cái ly nước bự nha. Không có đâu, chị pha có chừng 2 muỗng canh thôi, rồi chơi cho uống cà phê vô rồi uống sáng. Đúng rồi. Chiều chút uống thêm, chị pha chừng 2 muỗng canh nữa. Để nó hấp thụ hết á. Tanh á, nó tanh quá, khó uống lắm. Không, bỏ mà cà phê vô, em cũng uống với cà phê. Với lại đừng pha nước một lượng, nó cũng đừng ít quá. Giống như nó vừa bằng một cốc nước trà nhỏ của mình vậy đó. Chị pha còn 2 muỗng canh thôi. Mấy muỗng canh là chị pha quá ít rồi, cho nên nó kẹo, chị cảm thấy nó tanh. Bây giờ là giống như một cái cốc nước trà nhỏ nhỏ, mình hay uống cái ly nước trà nhỏ nhỏ, chị pha nhiêu nước đó đó. Cho nó loãng một chút vậy đó. Vậy là good rồi, thôi chúc mừng chị, khớp tay mà không đau là thấy vui rồi.
với lại nó mình coi ra coi vô nó không có cứng nhờ trời chứ nó cứng. Ừ đó đó. Vậy chị biết tại sao mà nó tốt như vậy? Tại cái này là cái da cá khô lót này nó rất là good cho khớp xương, mà khi nó cung cấp cái chất nhờn vô khớp xương đó là chị giảm liền tức thời luôn. Tại khớp xương mình bị khô á, co đâu có được. Chị nói mấy người kia họ đang đau á trời, nói trời còn có gửi lại lẹ về đi. À. Chị mới mua đồ xong chắc mai mốt thì chị ra chị gửi về cho mấy người. Ok mà kêu họ uống từ hai hộp đi chị ơi. Kêu họ uống từ hai hộp. Hai hộp đó, hai người bốn hộp. À đúng rồi. Thử đi. Uống hai hộp. Nếu mà uống mà thấy được rồi đó thì tôi cho cái hộp của ông xã chị có họ gọi hàng xin cái số bên đó đó. Để sẵn gửi đồ chị gửi về luôn cho mấy người uống được thì tự bên đó họ tự mua chứ đúng rồi mua. Đúng rồi bên đó còn nếu mà họ muốn mua được không muốn uống nhiều luôn thì kêu họ gọi cho em bằng số Zalo kết bạn Zalo đó. Ok ok. Là số Zalo là số chị đang gọi em 408-206-1934 thêm cái số của bên đó cho chị đi đỡ rồi rồi còn số nha. Rồi có gì em nhắn qua cho chị ha. Ok ok chị rồi vậy ha. Rồi dạ ba chị, ba chị. Trời ơi mọi người, khách uống cái này là khách nói thiệt đó, khách này là mua tới nhà mua, khách ở San Jose. Mà chị uống rồi giờ tốt quá vậy bển chị giới thiệu cho mấy người bên Việt Nam. Thì mấy người bên Việt Nam nó cũng đau nhức y chang chỉ vậy đó, kêu rồi gửi về giùm. Đó, là giống như nhiều người thì bị cái này, người bị cái kia. Chị này là bị cái giống như đau khớp á. Cái khớp ngón tay á nó cứ sưng hết bóng bóng rồi nó sưng mà co không được gì nè. Mà bây giờ chị uống, chị nói mới uống có hộp đầu tiên là chị đã giảm rồi. Rồi bây giờ chị uống liên tục 5 hộp rồi là chị co vô được mà nó hết rồi. Thì có đó là cái này thực sự là quá tuyệt vời không mọi người. Cho nên tại sao là nói cái loại này khớp xương ai uống vô cũng đều thích hợp. Nó không có phải thuốc nha. Nó là collagen nguyên chất 100%, nó làm từ da cá pollock. Mà cái loại cá này người ta nghiên cứu ra là để nó thích hợp về cho xương khớp. Cho nên tại sao người tiêu dùng uống vô là nó hợp liền như vậy? Tại vì nó tốt nhất cho về xương khớp. Thì nhớ một điều là khi muốn mua đúng được cái sản phẩm collagen nguyên chất này của Hằng Kali á, là phải gọi đúng Hằng để được nói chuyện trực tiếp với Hằng là số điện thoại 408-206-1934. Số điện thoại của Hằng lúc nào Hằng cũng cho nổi ở trên màn hình, coi YouTube Hằng Kali là thấy số điện thoại của Hằng nổi trên màn hình. Đừng có vô Facebook để mà chat message mua cái sản phẩm gì đó là không phải của Hằng đâu. Hằng không có bán, mà gọi đúng số điện thoại của Hằng Kali nha, 408-206-1934. Còn coi từ YouTube Hằng Kali và mình được gọi nói chuyện trực tiếp để Hằng hướng dẫn cái cách mua và gửi bột này ra từ cái nơi Hằng Kali. Còn ngoài ra nếu như lên Facebook chat với người ta hay là mua ở chỗ nào là không có đúng Hằng đâu nha. Tại Hằng chỉ bán trong kênh YouTube Hằng Kali và bằng số điện thoại của Hằng. Có thể mai mốt đây Hằng sẽ live stream trực tiếp ở kênh YouTube nha. YouTube nha, Hằng không có live stream Facebook gì đâu. Hằng live stream trực tiếp, Hằng sẽ bán trên YouTube Hằng Kali luôn. Rồi khi đó ai muốn mua là trực tiếp nhắn tin qua số điện thoại liền để Hằng lên đơn. Chứ Hằng không có bán trên Facebook gì đâu. Nhớ một điều là đừng có mua lầm lên trên Facebook chat message để mua cái này là sai. Cho nên đây là một cái bột collagen mà gọi là thật sự ai về xương khớp là giống như là thần thánh luôn. Nó không phải là thuốc, nó không phải thuốc. Nó là collagen nguyên chất 100%. Nó được chiết xuất từ da cá pollock, được đánh bắt ở vùng biển Alaska. Cái gì? Quá thầm rồi. Ở đây nè, trong cái hộp tủ này nè, kéo vô. Đó. Là nó được đánh bắt ở vùng biển Alaska ha. Tút tôi cho ông ta kéo ra rồi thật tay tút cho. Đó, 100% nguyên chất luôn. Cho nên là nếu như mà ai muốn liên lạc đúng với Hằng để được mua đúng cái sản phẩm mà tốt cho xương khớp như thế này, mà nó không riêng về tốt cho xương khớp, nó tốt các thứ luôn, về da, về tóc, về mắt nha. Mắt ai bị sốn, bị mờ nha, cứ thử đi. Ở nhà này hồi trước ông Bình không uống, Hằng la quá trời. Hằng nói không uống là chết. Tại sao người ta phải tốn tiền mua mà người ta uống người ta nói mắt người ta không có khô và sáng hơn, mà tại sao cái này không uống? Thì bây giờ phải uống, mà uống con cử à, không chịu uống hai cử nữa. Hằng nói là phải uống hai cử, mình uống không tốn tiền mà phải la mới chịu uống. Nhiều khi mấy ông nhà này tức lắm mọi người. Đó, người ta uống tại người ta comment tới cho mình là về mắt rất là good luôn. Nhiều cô nói là mắt bị mờ giống như kéo mây vậy đó, mà khô phải nhỏ thuốc, mà uống vô rồi con mắt sáng hơn, không khô nữa. Thì đó là một điều rất là good về cho mắt rồi, nó tốt rất nhiều thứ.
chứ không phải một thứ đó. Cho nên về mắt nha, rồi về da nha, về móng, về tóc nha, mà về khớp xương, mà nhất là cái cổ nè, cái vai nè, mà cái tay bị tê nè, ai làm nail á mà tay tê quéo luôn nè, rồi cái vai, cái cổ mà cứ bóp nail chuối chuối cắt nail cho người ta nè, hầu như là uống vô là nó hết tuyệt đối luôn. Cái này là thật, tại vì cái da cá này người ta nghiên cứu ra là nó tốt cho xương khớp, cho nên người ta làm nó từ da con cá pollock 100% được đánh bắt ở vùng biển Alaska và được làm tại Mỹ. Thì đây là cái sản phẩm mà gọi là bột collagen nguyên chất, nó không có sữa nha, nó không phải là sữa, nó không phải là mùi ngọt, nó không có gì hết, nhưng nó có hơi mùi khẳng khẳng một chút xíu là của collagen của cá. Cho nên là nhiều người nói người ta đã khử mùi rồi đó, chứ nhiều người nói không có mùi vị gì hết, để uống cho nó dễ, thì cái đó là người ta đem bột người ta bán cho mình quậy vô rồi, chứ có đâu có phải là collagen nữa. Cho nên là đây là thực sự cái mà hiếm có khi nào mà người tiêu dùng mà mình nói là mình kiếm được một cái sản phẩm nguyên chất. Nhưng ở đây Hằng bán cái sản phẩm của Hằng, Hằng bảo đảm nó là nguyên chất từ da con cá pollock 100%. Người ta đánh bắt ở vùng biển á, cứ cách 1 tiếng đồng hồ người ta đem cái cá đó vô trong bờ liền, để người ta sơ chế ra cái da cho nó thật là tươi chứ không đông lạnh luôn, để người ta làm ra được nó hiệu quả như vậy. Thì mỗi lần uống như thế này, mình uống 2 muỗng vung với một lượng nước nhỏ mà giống như nãy giờ Hằng nói đó, thì một ngày phải uống đúng 2 lần. Ai đau nhức nhiều quất một ngày 3 muỗng, một ngày 2 lần thì nó rất là nhanh có kết quả luôn đó nha. 100%, cô chú anh chị em mình hãy gọi Hằng Kali là 408-206-1934 để thử. Ông nội bà cáo gì kỳ quá. Để thử coi cơ có đúng không. Tự nhiên giống con hề đi. Tôi đang quảng cáo, tự nhiên giống con hề đi chứ mà mắc cười quá sao tôi nói được. Không phải quảng cáo. Cười quá, tao mắc cười nhủ cùng quá. Người mặc quần bông đỏ không biết chịu. Hello cả nhà. Tự nhiên mình đang nói chuyện cái nó nó cao vô cái đầu thì tóc chưa có gà hết. Nó nghe nhảy trước mặt mình. một nấm nấm gì nấm đó. Ok, đây là cái nấm cũng thần thánh đó, thần thánh về cái loại bệnh khác. Thì linh chi Hằng sẽ nói cái collagen xong á, Hằng sẽ nói về cái nấm cho mọi người ai có những cái đó mình nên uống đi, tại vì ở đây là không có phải thuốc đâu, nhưng mà đôi khi những cái này nó tốt cho cơ thể mình không cần phải uống thuốc tây nha. Đó tại sao mà cái những người đau cái khớp xương về đầu gối ngồi xuống đứng lên không có được, mà bác sĩ phải chích thuốc vô trong cái khớp xương hoài cho mình, mà chích ghét á, người ta cũng sợ lắm. Ở Việt Nam cũng rất là sợ chích vô đầu gối khớp xương, ở Mỹ cũng rất là sợ nha mọi người, ai cũng sợ hết trơn á. Cho nên là khi uống cái bột collagen nguyên chất của Hằng vô á, là hầu như là giảm tuyệt đối 99% luôn, tại vì đây là đúng một cái bệnh của nó là về xương khớp. Thì nó là cung cấp những cái chất nhờn trong cơ thể của mình, những cái collagen của mình mất, mà cái này nó tốt về khớp xương, về chất nhờn, thì nó làm cho cái khớp xương đầu gối mình cung cấp chất nhờn giống như chất keo vậy đó, mà hết keo rồi nó gớt ra, mà có chất keo vô thì nó dẻo dai, thì nó sẽ làm cho mình co tới co lui. Tại sao cái chị nó nói là ngón tay co vô không được mà đỏ, mà sưng hết các cái khớp ở trên đây, mà chỉ uống hộp đầu vô là quớt liền, giảm liền, rồi bây giờ uống 5 hộp và chị nó hết luôn, ngón tay co bình thường. Cái đó là một điều tuyệt vời không, mà đó là những lời comment thật 100% của những người khách đã mua, chứ không phải là Hằng đi kêu ai lên nói tầm bậy tầm bạ. Không có rảnh làm cái chuyện đó. Nếu kêu ai nói tầm bậy tầm bạ thì Hằng đâu có bán được. Cho nên đây là Hằng gửi tới cho quý cô chú anh chị em một sản phẩm tốt. Nếu mình nghĩ là mình có trong tình trạng mình đang đau nhức bãi quải nè, mình mẩy mình nó đau nhức mà mình cảm thấy lầm biến á, giống như lầm biến muốn nằm không có muốn ngồi, mà không muốn đi tới đi lui, uống vô đi, cung cấp collagen vô tự nhiên cơ thể sảng khoái khỏe lắm, mình đi đứng thoải mái luôn nha. Cho nên là được làm tại Mỹ luôn, cái bột collagen này nguyên chất từ da cá pollock mà người ta đã
chiết xuất thành bột collagen. Người ta lọc những thành phần chất mỡ, chất béo người ta bỏ, còn lại người ta làm thành bột collagen để ra một cái sản phẩm tốt cho người tiêu dùng như vậy. Thì đây là được có FDA chứng nhận nha, và GMP luôn nha. Khi mà một cái sản phẩm ở đây mà mình ra thị trường mà mình xin được cái FDA và GMP thì nói chung là sẽ được kiểm duyệt rất là chặt chẽ luôn, thì mới được đóng những cái dấu này nha. Cho nên cô chú anh chị em mình khi dùng cái sản phẩm collagen nguyên chất của Hằng Kali UNK thì hãy yên tâm và phải gọi đúng số điện thoại của Hằng là 408-206-1934. Nó tốt cho da nữa nha. Da ai mà sần sùi khô khan nè, mất collagen nè, tóc rụng nè, uống thử đi. Từ 3 tháng tóc sẽ mọc nhiều và giảm rụng tóc rất là nhiều. Rồi da sẽ đẹp, căng bóng mọng luôn, có độ bóng bóng. Cái đó là thật 100%. Những cái này là Hằng đã thí nghiệm trên cơ thể của Hằng hết rồi. Hằng vẫn uống nó giống như là một bảo bối của Hằng. Cái này là mình nói thiệt luôn á, giống như cái bảo bối của mình vậy đó. Đó, thì mấy chị hết kinh hoặc trong thời kỳ mãn kinh, mấy chị mà đã mãn kinh rồi, coi như phụ nữ mình nói thiệt nha, cái này là bẩm sinh của con người chứ đừng mắc cỡ. Giống như mấy anh chồng 55 tuổi đi, rồi mấy cô vợ 52, 53 tuổi cái hết kinh đi. Hết kinh rồi đâu có chịu lại gần chồng nữa. Rồi có phải mấy ông chồng á là đi kiếm người khác không? Cái đó nói thiệt. Tại có chị gọi lại nói cho Hằng này. Chị nói là bây giờ khi gần chồng thoải mái, không có sợ. Còn lúc trước á chưa uống cái này sợ lắm. Cái cảm giác không có thích mà phải chiều á thì sợ dữ lắm. Cái đó tâm lý nha, nếu mà ai đã từng trải qua sẽ hiểu. Thì sợ lắm mà chị nói cái này thì thực sự cái này là nó cung cấp cái chất nhờn cho cả cơ thể của mình, khớp xương đầu gối. Có con hũ không ở trên bếp ví dụ đấy, coi chành phải không? Là khớp xương đầu gối hay là khớp hay là về chất nhờn trong cơ thể. Nhiều chị hết kinh rồi mấy chị nói khô khan lắm, mà tự nhiên cái là xâm tham thấy cái nước gì nữa trong cơ thể mình ra thì mấy chị nó phải dùng băng vệ sinh mỏng để lót. Thì đó là tại vì collagen nó nạp vô trong cơ thể của mình, cái đó rất là good. Chứ mà phụ nữ khô khan, mấy cô lớn tuổi bị bệnh tiểu đường, bác sĩ phải cho thuốc để bôi, để khi đi vệ sinh á, mấy cô nó gác thì mới nói với bác sĩ gác đau, thì bác sĩ phải cho thuốc để bôi trơn, khi mà vệ sinh có chùi cũng không có bị đau rát. Thì đó là một cái mà khi người phụ nữ mình lớn tuổi mình mất collagen nó là vậy. Thì cái sản phẩm này nó làm đúng cho những cái chứng bệnh đó luôn, chứ nó không phải thuốc gì trơn. Thì khi người ta uống vô nó cung cấp đầy đủ những cái đó luôn. Nếu ai đã từng bị khô những cái đó cứ thử đi. Thử uống cái collagen của Hằng từ 4 hộp trở lên đi. Mà ai cơ thể hấp thụ nhanh, uống một hộp họ đã nói có rồi, đã thấy rồi. Thì vô là thấy liền, uống vô thấy liền. Thấy những cái kết quả đó của người phụ nữ tuổi thanh xuân của mình, nó trở lại bình thường. Cái này thật. Còn ai trong thời kỳ tiền mãn kinh, sắp hết kinh rồi đó, trời ơi uống đi đừng hà tiện mấy chị. Mấy chị tin Hằng thử một lần, thử 2 hộp trước, rồi về uống và sau đó tiếp tục mua thêm. Mình nói thiệt. Còn mấy em trong thời tuổi 28-30 đó là uống đi nha. Uống thì nó mới giữ được bền cái tuổi thanh xuân của mình. Tại vì cái giữ cái kinh nguyệt không phải là gần hết kinh rồi mới đi uống. Giữ kinh nguyệt là tại vì mình mất collagen thì mình già thì mình mới hết kinh, đúng không? Cho nên á là mình muốn níu kéo cái kinh nguyệt lâu dài á là tốt cho cơ thể mình, tốt về cho nó không có sanh bệnh tim mạch, tiểu đường tùm lum. Hết kinh rồi là sanh ra tùm lum. Sữa tươi. Uống sữa tươi bỏ vô làm chi cho đầy quá nó lỏng. Không, nó lỏng collagen á. Mọc luôn. Ực hết cái luôn. Người ta uống dừa collagen. Ví dụ bỏ collagen vô. Sữa tươi collagen vô, quậy lên. Uống vô nó không có. Mà Hằng kêu bỏ một lượng nước ít thôi, đặng khi mình uống hết vô bụng luôn để nó hấp thụ trọn trong bụng. Chứ Vũ thì hay đổ nhiều nước quá thì nó sẽ không hấp thụ trọn. Đó. Rồi cái cho nên là những cái mà khi cách chọn uống mà để hấp thụ nhanh á, mình một lượng nước vừa đủ gì hoặc một lượng cà phê sữa nóng cũng vừa đủ với cái collagen 2 muỗng vuông. Đó, một ngày uống 2 lần, mỗi lần uống 2 muỗng vuông. Đó là những cái tuyệt vời của collagen Hằng đang bán. Nếu ai chưa bao giờ uống đau nhức xương khớp cứ thử 2 hộp nha. Rồi sau rồi mua tiếp. 2 hộp chứ Hằng ai mua một hộp Hằng không bán. Tại vì không phải là chê ít không bán, mà Hằng muốn cái sản phẩm của Hằng gửi tới mọi người phải thực sự có kết quả. Thì ít nhất mình phải uống 2 hộp mình mới feel được cái đau nhức của mình hay là cái mệt mỏi của mình nó có tiến triển hơn hay không. Giống như mệt mỏi khó ngủ rồi sáng thức dậy uể oải, thử nó đi rồi mình sẽ thấy là ngủ có ngon hơn không, rồi sáng mình thức dậy mình có uể oải không. Tại vì đôi khi Hằng uống nói chung buổi sáng là đương nhiên ngày nào every day rồi, mà buổi tối sometime thì quên.
đó, rồi bữa nào nhớ thì uống đó. Cho nên là mà Hằng uống cả năm rồi, từ hồi bán uống trước một năm mấy rồi, năm rưỡi rồi, uống trước khoảng 6 tháng rồi sau đó Hằng mới bán thì cũng một năm rưỡi rồi đó. Là cái sản phẩm này thực sự bây giờ là Hằng nói giống như bảo bối của Hằng, mà bảo bối cho rất là nhiều người khách, đi đâu cũng mang nó theo nữa đó, chứ không riêng ai. Thật sự là nó tốt hầu như là tuyệt đối luôn nha mọi người. Chỉ có 68 đô thôi thì sao lại hà tiện chứ hả, phải không? Bây giờ mình đi mua những cái quần, cái áo bận, một cái có khi 5-70 đồng, một cái áo 100 đồng, 200 đồng cái quần đó, thì cái này chỉ có 68 đô một hộp. Nó good cho sức khỏe, nó good cho sắc đẹp, tội gì không uống ha. Gọi đúng Hằng Kali 408-206-1934. Và đây là một cái hũ bột nấm mà gọi là thần kỳ nữa nè. Thần kỳ nè. Cái bột nấm này nếu như ai trong cái tình trạng mà bị mỡ cao, bị máu cao, bị giống như là mình lớn tuổi cũng có thể là bị tim mạch, hay là bị gan thận gì đó, nó tốt cho tim mạch, mà nó tốt nhất cho mỡ cao, máu cao nha. Bột nấm nguyên chất 100%. Nó có 7 loại nấm. Trong đây 2 loại nấm là linh chi và đông trùng hạ thảo là nhiều nhất. Còn lại những tất cả các loại nấm khác nó có tác dụng là nhiều loại nấm trị bệnh ung thư và ngăn ngừa ung thư. Cho nên mình uống thử cái sản phẩm bột nấm này đi. Nếu ai có cao mỡ cao máu, uống một ngày một muỗng như thế này thôi, trong vòng 3 tháng, 6 tháng thì thử máu lại. Một ngày uống một lần một thôi, quậy vô một muỗng bột nấm như thế này thôi, với một lượng nước nhỏ ực vô hết là xong. Cứ ngại muỗng, cao mỡ cao máu mà chưa có uống thuốc tây thì cứ uống nó đi. Mà ai uống thuốc tây rồi vẫn uống nó đi. Hàng cho ly, cho ngoài hàng cho ly đi, cho bột nấm luôn. Đó, bột nấm luôn để có cao mỡ cao máu cho nó xuống đi đó. Thì cái này là nghe thử nha, tại vì Hằng cũng là cao mỡ mà trong cái lượng cao bác sĩ nói là không có đến nổi, cho nên không cần uống thuốc, chỉ cần đi bộ với đừng có ăn seafood nhiều, đừng có ăn dầu mỡ chiên nhiều là được rồi. Thì thật sự Hằng ăn cũng là healthy lắm, nhưng mà tại cái chiên của Hằng á là cholesterol cao. Lúc mà Hằng 28-30 tuổi, Hằng đã con Cindy 28 tuổi vậy. Hằng đẻ con Cindy là Hằng đã bị mỡ cao rồi, lúc đó là 230 đó. Mà mình có hai mấy tuổi mà mỡ cao là biết cái đó. Không phải là tại mình ăn đồ, mà tại vì cái chiên của mình, trong cơ thể của mình. Mà biết là Hằng ăn rất là healthy đó. Hằng ăn nói chung là thịt ít ăn lắm. Hằng ăn chỉ là gao nhiều lắm, thích ăn gao. Chứ mà nếu mà Hằng ăn xả láng về thịt mỡ như người ta đó là cholesterol phải uống thuốc rồi. Cho nên nè, bây giờ nè, Hằng là thường ngày mình đã ăn gao rồi, ăn healthy rồi, mình ăn cá rồi. Nhưng mà cái bột nấm này Hằng uống cũng được gần một năm rồi. Thì khi đợt rồi đó Hằng đi thử máu, thì bác sĩ cũng vẫn nói là không có cần uống thuốc, nhưng mà cũng phải tập thể dục điều độ rồi mình đi bộ vậy thôi. Đó, nếu mà bác sĩ nói mình không cần uống thuốc là mình mừng rồi. Còn nếu mà khi đến cái bờ vực mà phải uống thuốc là mình sợ. Tại vì khi uống thuốc để mỗi bữa sáng phải uống một viên. Nếu không uống cái mỡ cao, cái máu cao nó sẽ làm cho mình đột quỵ. Cho nên là bác sĩ nó không cần thuốc, nó chưa đến nổi, thì cứ tập thể dục và ăn kiêng đi. Thì Hằng bổ sung cái bột nấm này mỗi ngày luôn. Thì Hằng nghĩ là nhiều cái mà Hằng đi thử máu lại cũng mỗi năm mà không cần thuốc là chắc lúc này là good cái bột nấm. Tại vì dạo vừa rồi đó Hằng không có tập thể dục đâu. Hằng ăn rồi ngồi bán không nhiều lắm, năm vừa rồi nè. Ngồi không ít, cứ đi suối đó. Chứ hồi mấy năm trước thì mình đi nhiều. Cho nên bây giờ bắt đầu là làm xiên, mỗi buổi tối có thể đi thể dục một chút rồi uống bột nấm nữa ha. Rồi bây giờ mình cứ mua thử cái hũ bột nấm này đi. Còn khách cũ của Hằng là quất lại 10 hộp, 8 hộp không đó. Có người là uống cái cục bú bị nhỏ lại luôn á, từ bự mà bị nhỏ lại luôn á ha. Cho nên là cứ thử đi, 75 đô, uống khoảng chừng 1 tháng nó hết hũ bột nấm này. Thì ai chưa bao giờ uống cứ thử 2 hộp đi, để mình biết cái sản phẩm này nó tốt như thế nào. Gọi đúng Hằng Kali là 408-206-1934 để được mua đúng cái sản phẩm nguyên chất. Sữa nè ha quý vị, phải không? Trời, sao lấy thơm. Đũa nó thơm gì đâu, nó thơm hút luôn, sữa nó thơm, nó cái bột phải hâm nóng lại cho nó tan cái bột nấm, tan bột nó ra rồi bột thôi trần luôn, hai cái tan ra mà nó thơm sữa ra, nó không có tanh nha, không tanh nha, không rất là ngon nha. Vỗ bỏ vô sữa nè, vỗ bỏ vô sữa, rồi bỏ vô gì nào là bột nấm, nào là bột collagen nữa, ngon gì đâu mà nó vừa béo nữa, sữa nó béo béo mà mua Costco nè cũng ngon lắm. Sữa organic chứ. Organic. Nhà hàng uống là hàng mua sữa organic không? Cái loại mà nó không có lacto. Ờ, đúng uống mình không có bị đau bụng. Tại vì nhiều người mà con nít đẻ ở đây á,
thì nó quen cái sữa thì nó uống không đau bụng mọi người. Còn mình người lớn mình á, bên Việt Nam qua đó, cái mình uống sữa mình bị đau bụng không à. Thành ra là mua á, nhớ mua cái loại mà nó để là không có lacto á, là không có đau bụng. Hằng mua ở Costco trong cái hộp giấy mà màu trắng một lốc, nó ba hộp đó, sữa đó organic rất là ngon, thì nó hơi mắc một chút. Nó sao? Nó ngon, không thử miếng nè. Nói chuyện như vậy bây giờ là. Ấy da nóng quá vậy? Nóng. Ủa không chi nóng dữ vậy? Nóng cho nó tan. Rồi đó coi. Thấy không? Ngon không? Không bỏ đường thêm nữa hả? Bỏ đường nữa cho nó ăn nó ngon ngọt, lại thích ăn đường. Ôi là trời. Nó ngọt, trời nó ngon. Trời. Cái sữa nó béo lắm mọi người. Mua thử cái sữa đó đây, nguyên chất, uống rất ngon, nó có vị hơi hơi ngọt mà không có đường. Là sữa đó là organic luôn á. Đó, ok rồi vậy đi ha. Thì bây giờ là gọi đúng Hằng Kali để được mua đúng cái sản phẩm mà collagen với bột nấm của Hằng nha. Gọi đúng Hằng Kali là 408-206-1934, hoặc là trên màn hình của Hằng lúc nào cũng nổi cái số điện thoại của Hằng. Còn nếu mà coi cái nơi nào nó quảng cáo, nó lấy hình phim của Hằng mà nó cắt bỏ, nó che bỏ cái số điện thoại của Hằng không thấy là cái đó giả đó. Rồi khi mà nó bán hàng, nó giao hàng không phải Hằng Kali nha. Mà nếu gọi mua đó là được nói chuyện bằng số điện thoại của Hằng là 408-206-1934. Và được nói đúng cái giọng nói ở trong phim như vậy mà nói điện thoại là đúng Hằng rồi. Tại nhiều người á, kỹ thì kỹ quá, giống như không có coi YouTube của Hằng nhiều, mà đã đang gọi nói chuyện điện thoại với Hằng rồi mà vui lắm, mà nói bây giờ bị giả hay sao á, cho tôi coi hình đi. Nhưng mà Hằng nói cái người đó, thí dụ chưa coi YouTube của Hằng, có coi hình cũng chẳng biết Hằng là ai. Còn ai mà đã là coi YouTube của Hằng rồi, chỉ cần cái giọng nói của Hằng cất lên trong điện thoại thôi là người ta nói gọi đúng Hằng rồi đó ha. Cho nên khi mà mấy anh chị cô chú nào mà nghe giới thiệu á, chưa có bao giờ uống á, thì cứ vô coi YouTube của Hằng trước để biết là Hằng, cái giọng nói của Hằng và khi nói chuyện điện thoại nó sẽ không có bị là giả ha. Ok rồi, bye cả nhà, chúc cả nhà luôn luôn gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và nhớ đừng có mua lầm, phải mua đúng Hằng Kali nha. Ok. Rồi. Vậy hả? Anh đang nghe điện thoại cả. Hello. Hello chị Hà. Gọi chị có gì nói đi em. Em chưa phải ạ. Nói đi em, tại vì chị đang ở ngoài đường. Cái bột nấm gì mới đó chị, có trị bú cổ được không? Thì người ta uống bú là nó teo kìa, thì em cứ uống đi. Tin mình cứ mua mình uống thử ha. Chị nó bán nhiều 75 đồng hộp, bây giờ em mua bao nhiêu hộp thì em nhắn tin, em viết tin nhắn gửi qua đi, chị đang ở ngoài đường rồi chút về chị mới làm order báo giá cho em ha. Ok chị. Rồi bye em, bye. Nè Thiện, cái gì á, đồ của Du nè, cái này gửi về cái gì vậy? Vậy hả? Cái có cái thư nữa nè. Thư dưới thẻ Medicare phải không? Thẻ Medicare thì để đi lấy thuốc coi chừng mất á. Để hôm đây bỏ túi mất nữa. Thẻ Medicare giờ chừng nào đi lấy thuốc tôi đưa cho Gia Hân nó chở đi lấy thuốc. Còn để nó giục mất nữa mới công đi kiếm cái thẻ. Biết rồi. Không, thẻ Medicare nếu vậy đưa tôi giữ rồi tôi đưa cho Gia Hân. Khi nào Gia Hân chở đi lấy thuốc thì Gia Hân lấy. Mở ra đi. Để hôm nay mất cái thẻ một lần đi lấy lâu. Tại Gia Hân chở đi lấy thuốc mà phải không? Thẻ Medicare đúng rồi. Rồi để đây rồi giục mất cái thẻ mất công nữa. Rồi, uống nước đi, trà chanh kìa. Uống nước đi, nước mát vậy mới đem xuống. Uống đi, uống gì thì lấy uống. Còn ở đó cái phone hả? Hôm qua gặp Việt phải không? Việt xuống đây phải không? Việt xuống đây để làm cái gì? Tại vì hôm qua nó chụp hình Thiện hai thằng, cái nó gửi chị coi, cái hỏi mày đi xuống đó làm gì. Nó nói đi mua đồ ăn cho thằng Thiết, tội nghiệp Thiết quá à. Nó thích ăn hot dog, mua hot dog xuống cho nó ăn đó. Người cái nói bây giờ mày kiếm phòng cho thằng Thiết ở dưới đây. Cái nó nói kêu thằng Thiết apply job đi, đi làm mà đo nồ đi. Gặp, nhưng mà tại vì nó nói là cái để chị nói nó có gì nó gửi thì chị cứ xuống chị đưa cho, hoặc là nó dẫn em đi lấy thuốc á thì em ấy. Cái phone order phone gì vậy, có xài được không? Ôi là trời,
Rồi cái thằng Việt thấy vậy mà khôn kìa. Thằng Việt người ta còn apply được phòng từ lưu trơn đó. Phòng housing tháng người ta đóng có 300 mà phòng chính phủ thiệt là đẹp luôn. Nhưng mà phải có đi làm nữa. Cái job nó làm security nó vẫn dữ nè. Rồi nó còn chạy đo đát nữa. Giờ đâu có ID đâu mà đi làm. Thì ID thì đi apply là cái ID không với có, ở. Không có địa chỉ, dùng địa chỉ của chị Hằng đâu. Được. Rồi đi làm phải không? Đi làm ở dưới suối đi làm sao được. Ở dưới suối làm gì đây, đi làm lại dơ giấy người ta đâu chịu. Mang áo sạch sẽ đâu. Mang áo sạch sẽ, mình mấy cũng phải sạch sẽ. Xong về đi tắm. Đi về tắm không? Không về tắm hả? Ô là trời như vậy thì nó apply chớp làm ai ai mướn đây. Sao hết được? Không có nội trời, đang đẹp trai ăn bận đồ đẹp cái tự nhiên cái gì xuống suối cái dùi lại chơi vậy à. Cái ở vậy à. Quỷ thần ơi. Ủa chị xuống nhà vậy? Xuống mình à. Tại gán ngang nhà bển. Người nhà bển có ba cái đồ gì của Thiện đó. Rồi xong chị nói thôi vậy cái chị lấy nước uống đồ trong tủ lạnh sẵn nó gán ngang cái đưa nó đi. Hôm qua là thấy thằng gì? Thằng Việt. Nó chụp hình Thiện với nó phải không? Cái nó gửi chị coi. Nó nói nè thằng Thiết nè. Nó biết rồi. Nó vậy mày xuống nó làm gì? Nó nói xuống mua hot dog cho thằng Thiết ăn. Mà sao nó biết? Nó biết Thiện ở đây mà nó mua đồ ăn xuống cho Thiện. Nó xuống đây chơi. À, nó cũng nhớ ha. Nó cũng lượn lượn qua vậy đó ha. Nó có hút chung với thằng Thiện không? Không. Nó không hút nha. Yeah. Nó nghỉ hút rồi phải không? Nghỉ hút rồi. Nó nghỉ rồi, nó không hút. Nhưng mà đi xuống đi vậy đó. Chứ nó hút nó đâu đi làm được. Nó vẫn còn làm ở làm security chỗ kia mà. Với lại chạy đo đát nữa mà. Rồi có phòng ở rồi phòng đẹp lắm. Chụp hình phòng đồ cho chị coi mà. Cho nên nói Thiện làm ơn để bắt trước thằng thằng Việt khôn lên giùm chút đi. Đừng ở ngoài đường ngoài xá nữa. Sao thằng Việt nó làm được? Thằng Việt nó đâu có người phụ nữ kế bên đâu. Thấy không? Mà nó còn làm được nữa. Đây nè, Alex biết Việt không? Thằng Việt gặp biết bao nhiêu lần ở trên bờ mỗi lần rồi. Nó ở dưới suối đây mỗi lần mà hàng đêm nó lên bờ mà nó chịu lên bờ luôn. Bây giờ người ta làm security ở dưới cái khu gì chỗ đó, ở dưới đó cái gì quên rồi. Ngang qua La Fe đó. Santa Ana Row, yeah. Làm security ở cái chỗ Santa Ana Row đó là. Rồi nó chạy đo đát nữa. Cái chiếc xe đó hả, hồi đó lên bờ anh nó đưa cho thằng 3.000 mua cho nó chiếc xe 3.000, tới bây giờ nó giữ chiếc xe để nó chạy đo đát. Cứ good không? Thằng Việt á, nó từng ở dưới suối mà nó lang thang mà nó dơ còn hơn Thiện tỷ lần nữa. Nó chỉ lấy cái miếng vải nó quấn lại gách nát tan hết như áo vũ cơ hàng vậy đó. Ai mà có coi phim của thằng Việt hồi xưa biết thiệt luôn á Thiện, đúng không? Nó lang thang hơn Thiện lắm. Mà bây giờ thằng Việt ngon lành không? Hết nghiệp rồi, Việt hết nghiệp. Mấy mày nghiệp còn lớn quá. Tao không biết nói sao. Giờ theo Việt đi, đừng hút cái đó nữa. Kèm nó lại đừng hút rồi mình đi chơi cái ông đi làm rồi đó. Cái nó quên à. Đi làm lại đi. Giống như Việt vậy đó, mình không cần phụ nữ. Mà mình đứng dậy mà mình good. Thằng Việt nó có phụ nữ kế bên nó đâu. Có chị Hằng nhắc nhở nó qua điện thoại vậy thôi à. Chứ đâu có phụ nữ nào sống chung nó đâu. Mà nó khôn lắm, nó đâu xuống suối nở nữa đâu. Nó nói Thiết ngu. Thiết ngu. Ngu là xuống suối ở á. Nó nói vậy á. Bữa nay thằng nào cũng tỉnh chứ nè. Bữa nay có hút không? Không hút thì tỉnh kìa. Mà hút lần nào cũng khùng chứ. Thằng này cũng bữa nay không hút phải không? Đó, không hút thì tỉnh kìa. Vậy không hút thì lên bờ ở đi. Đi về tắm không? Đi đi về. Cầm lại đi nha. Rồi nó tới nữa rồi kìa. Nó đòi gì nữa? Hả? Tao mới cho nó gói thuốc rồi. À, không quẹt hả? À, thằng nội này là khùng tới bến này phải không? Nó khùng tới bến này phải không? Thằng đó là khùng tới bến này đó. Hả? Bị nó bắt hoài mà bắt vô làm gì giờ? Hỏi bắt nó vô làm gì giờ? Rồi cũng thả nó ra. Nó đâu khe đâu. Nó đứng ngoài đường tùm lum tùm lưa. Đâu còn gói thuốc nào. Nè. Cái
Đi về tắm không? Không. Rồi áo dơ vậy luôn hả? Quần áo còn bên da hơn mà phải không? Hết. Ủa vậy lấy quần áo đem giục đâu hết rồi? Hết. Rồi quần áo đâu hết rồi? Đó, thấy chưa? Không có nội ơi. Trời đất ơi, nó ok vậy không? Chỉ cái mạng thôi à. Còn đâu đó mà nó đâu trong cái thùng. Gần ít nhất về nhà tắm cũng còn quần áo phải không? Thì lâu lâu mới về nhà tắm này, đi về nhà tắm cho sạch sẽ. Hiểu không? Đừng có vậy. Tự nhiên cái dơ giấy hết trơn luôn à. Ôi trời, gầu mấy ông cố nội thiệt luôn á trời. Đồ uống nước đi. Trời, ông kia khát quá, quất một hơi hết một chai rồi quất mấy bịch chút luôn phải không? Ừ đó, thấy không, khát quá đâu có chịu nổi. Nạp vô nước ngọt mà lạnh nữa thì uống như đã. Muốn ăn cái gì không mấy ông? Đói không? Đói đi lên nó mua mày đo nồ đi. Mọi người order đi tôi trả tiền cho. Hả? Ăn gì? Nè Alex đi đi theo tôi ngồi trong xe, order trong xe rồi tôi thả xuống rồi bưng đồ ăn xuống đây ha lần thiện. Ăn mà đo nồ không? Chị đi order cho. Không nào ai ăn hết hả? Nóng gì ăn sao vô. Nóng gì, bởi vì tới mới đem một đống nước ngọt, nước chút xuống cho cứu lửa cho đó. Có nước chút cái này ngon lành đó, đánh cờ gì mà không thấy khỉ khô gì hết mà mò mò vậy đó, đánh cờ vậy. Thấy hả? Rồi cờ tự chế luôn hả? Cưa cây đó. Ôi là trời, rồi mỗi lần ở nhà cưa cây mài bộ cờ đẹp thiệt là đẹp rồi đâu rồi. Không biết ở đâu luôn. Ừ, mỗi lần nó mài bóng thiệt là bóng luôn, bộ cờ đẹp lắm. Cưa cây á, mà không biết dục nó mất hết rồi. Dạ, mỗi lần dạ nó dục. Hả? À, khùng lên nó cơn khùng á. Là dục chân à? Hả? Cơn khùng á. Đó, đánh cờ mình vậy đó. Ai da, thôi tôi đi về, mới không có nội anh. Cái phone đó như vậy thì xài sao thiệt? Không có số sao xài thiệt? STV nó vô mới được hả? À? Đi mở cái sim hả? Rồi mở sim ở đâu? Đem lên T-Mobile nó được không? Để đây rồi chắc cũng dục nữa à? Chắc cũng bán nữa. Đâu bán à? Rồi cái phone kia hết pin mà. Phone kia rồi. Hư đâu hư, mới có nội hết pin đó. Trời ơi, quất thêm lon xương sáo nữa. Xương sáo tôi quất vô no lắm. Lon này nãy giờ chưa hết. Ờ vậy hả? Ừ, xương sáo ngon. Đó ông Hoàng này là nếu mà anh Hoàng mở đây hoài mấy năm, bao lâu nữa anh Hoàng chết anh Hoàng? Không biết. Tại vì ông ốm lắm rồi, lưng ông đi hết nổi rồi. Không biết. Sao ông vô bệnh viện một thời gian đi? Mệt lắm. Trời, vô bệnh viện cho người ta điều trị cái lưng nè. Rồi cũng khỏe, cũng tỉnh lại nữa chứ mấy anh đâu có khe mạng chết gì đâu hả ta, mạng sống gì. Ôi lần trời. Rồi ông nội lát xong uống đi. Đói bụng không? Còn mì gói còn gì ăn không? Hết phải không? Thấy chưa, bữa đó xách một đống vô cũng hết rồi hả? Đông mà, đi ra ngoài lấy vô nữa nè. Đi. Đi ra xe đi, lấy còn cờ vô còn có đồ mà nấu mà ăn. Bây không, bữa nay thấy đỡ hơn bữa kia chút nè, có ngủ có ăn lại phải không? Ít hút đúng không? Đó, chắc bữa kia tôi chữ quá rồi đi lên rồi thấy chắc đỡ rồi, cũng tỉnh lại bớt. Là đỡ hơn nè, có ngủ có ăn là nó không có khùng mà. Đỡ hút lại, đừng có hút nhiều giết khùng chết nghe chưa? Ôi là trời. Rồi đi ra lấy mì, lấy cà phê rồi vô để có đồ ăn. Đi đi mày. Đi, tôi đi về, tôi còn buôn bán nữa mấy ông nội. Đi. Thế giờ tôi buôn bán nè. Đi. Ông mê đánh cờ đi, để ngồi đánh cờ. Đi. Vậy đó. Rồi ông nội thiện có ăn không? Ông nội thiện cũng đâu cần ăn hả? Không có ăn rồi sống bằng gì? Sống vậy thôi, không cần ăn. Không, nhưng mà nó phải ăn chứ không ăn chứ. Ủa bây giờ ghẻ lỡ cũng đầy thân hết rồi. Ô mơ kết, sao dữ vậy thiện? Poison off hả? Hả?
Cái này poison ốc. Hay là mấy con gái kia nó lòi ra. Không, để từng cái nó lại. Hay là mấy gái sida lòi ra. Tại nó ngứa ngứa xong nó sưng lên. Ban đêm mày có quạt lá poison ốc nè. Cái này poison ốc á, đừng có gãi. Hay là nó sida nó lòi ra. Không, cái này poison ốc á. Chết rồi, nó bị lá poison ốc rồi. Ôi là trời. Đi chơi. Sống cũng không khe gì mạng sống mình trơn mấy ông cố nội. Sao vậy trời? Đi hả? Lát đi ra cầm đồ vô chứ mày nghĩ ổng đi vậy đó ổng đi nổi không ổng cầm. Đi. Cảm ơn. Bây giờ gì vậy? Chị nghĩ gì nữa? Đánh cờ đó. Mà thiệt. Đi, thôi đi đi ạ. À. Đi rồi đi về chị về nữa. Đi ra đi lấy đồ ăn đi. Ai ăn? Thiện có ăn không? Đi ra lấy cà phê đồ này kia đi. Thì một người lấy vô tập trung nấu đi rồi ăn. Lấy vô rồi để đây rồi nấu rồi ăn. Rồi Thiện á. Ở vậy luôn chứ mày mùa mưa mày tới cái chỗ này ở đi. Cái mắt gì ở chỗ đó. Mày ở chỗ đó mưa tới nó ngập lên là sao? Ngập rồi tính. Không ngập đâu. Không khen ngầm ơi luôn. Giờ đóng cái nhà giống Alex kìa, thấy Alex đâu tự đóng cái nhà được không? Ừ, giờ đóng cái nhà vậy với chỗ đường này đi, ít nhất nó cũng ấm cúng. Chứ bây giờ mấy thằng mày không chịu lên bờ rồi không lẽ rồi sống lang thang ở chỗ vậy? Ít nhất cũng có chỗ ấm nè, mùa mưa mùa lạnh tới nè. Đó, mấy ông cha lên đây một cái khoảng. Còn Phúc Cụ Tây á, là đi lang thang cũng không biết chết ngày mơ luôn. Ông Phúc Cụ Tây là không có thích chỗ ấm chỗ gì hả anh Phúc ơi? Phúc Cụ Tây ha. Không có thích chỗ ấm, chỗ sạch, chỗ gì kệ mẹ nó. Cái ổng nằm xuống, ổng ngồi ở đâu, ổng ngồi, ổng ngủ ngoài mưa cũng được luôn. Chứ không phải là ổng không có biết che mấy chỗ ngủ mà ổng không thích. Coi như ông Phúc này á, là còn tỉnh, à, thân hình còn được một chút. Còn ông Hoàng này là thân hình mất tiêu trơn rồi. Rồi Alex này mà nếu như buông thả nữa là thêm một năm nữa là thân hình giống anh Hoàng vậy, đi rút lưng vậy đó. Tiêu luôn. Thiệt. Đó. Rồi ông cố nội Thiện này rồi cũng không biết mấy năm nữa cũng rút lại vậy không biết. Nhớ đợt đó nó lòi cái cây á. Nó lòi cái cây lúc nó hút vô nó đâu có thấy là đau cái lưng. Nó lòi cái cây bự sập đó nó bị quẹo lưng cái thế hỏi đi vậy nè, nó đi y chang mấy ông luôn. Đi y vậy đó, đi công sinh sống luôn. Trời đất ơi mấy ông cố nội thôi. Nó muốn ngủ. Hay nào muốn ngủ đi. Nó muốn ngủ rồi. Chắc thâu đêm suốt sáng nó muốn ngủ đó. Ngủ rồi. Ồ vậy hả? Đó có phút tem là nó lấy nó chơi hết rồi phải không? Bây giờ không có tiền thì thà là ngồi ngáo với ngủ vậy đi. Chứ cho nó tiền cái nó hút à. Đi ra tao lấy mì cho ăn chứ tao không cho tiền. Tao cho thuốc lá rồi nè ha. Rồi có nước uống rồi đi ra lấy mì cà phê nữa. Cho tiền đặng mày đi mua mày hút à. Đi ra lấy mì cà phê vô. Đi. Cho nên mấy anh ít hút lại thì mấy anh mới còn sống dai chứ không nhiều chết ngắt. Của tem nó có nhiều là hết nhiều. No, kệ nó. Nếu nó hết thì nó hút chứ nó chết đi. Đó. Chứ làm sao mà em tiếc tiền với nó, thí dụ vài năm ba chục. Nó có tiếc nhưng mà cho nó cầm thà là nó hút chứ nó không ăn. Trời cái tánh đó em hiểu quá mà. Thà đồ ăn cho nó ăn đi. Cái nó không có hút cái nó có nó ăn. Nó kìa còn lon xương sáo đó của Lách ra, Lách đem vô cắt đi Lách. Lon xương sáo kìa. Để ngồi uống nó thích xương sáo. Rồi hết á. Ừ để ngồi hết á. Rồi đi ra lấy nè. Lẹ đi lần tôi về đó mấy ông cố nội. Đi Thiện đi ra không? Rồi với Lách đi ra chị với tôi nè. Lẹ ngồi vậy. Rồi đi. Rồi ông Hoàng mà đi ra ngoài tới ngoài xe để làm gì? Để ông nghe lết tới ngoài rồi tôi chạy xe về rồi. Để cho lết đi lấy đi. Đi. Đi với tôi rồi bưng đồ vô ăn. Bưng đồ vô có đi mà nấu mà. Chịu khóa xe đâu rồi. Đi đó nghe. Ok rồi giờ thằng ông cứu nội này nè đó. Thằng cứu nội này thì bây giờ gì nè. Ai chữa ông cứu nội này đây. Ông cứu nội Thiện. Ai cứu ông nữa đây. Đó, coi thân hình đẹp trai vậy nè, giờ xuống đây là vài tháng nữa là tiêu nữa rồi. Nói hoài hết chuyện, giờ hết giờ.
hết giờ đó. Đi ông nội Alex ơi, con đi á nha. Con không có bưng tới chỗ cho mấy cha nổi đâu. Không bưng là nhịn đói á, đi về á. Thôi. Thôi nè. Không đi thôi, tôi cho nhịn đói. Anh Hoàng vậy đi ra sách vô nè anh Hoàng, coi nó thằng nào nấy mạnh tay mạnh chân không đi. Rồi để ổng mò ông nội kia thì đi không nổi, mò ra tới ngoài tới sáng luôn. Đó, rồi không có rồi lấy gì ăn, nhịn đói rồi lấy gì ăn. Đó. Trời ơi, mấy ông có nội ơi. Đó. Thấy không? Mấy ông mạnh tay mạnh chân thì không đi. Làm biếng. Rồi ông nội nữa, ông mò. Ủa, ông đi cũng còn nhanh à. Ông nội đừng nói ông mò ra tới ngoài tới sáng. Thấy ông đi cũng còn nhanh mà. Trời ơi, mấy cha này, tôi nói tôi xuống là tôi nói cái miệng tôi không làm da non luôn đó. Vậy đó, nói coi. Nói cho nó vui. Ừ, thì mấy anh, bây giờ mấy anh buông thả rồi. Mấy anh kệ rồi phải không, giống như chết vậy đó. Ôi là trời, sống vậy rồi. Thiệt tình luôn. Thấy không, còn Alex đó, thấy vậy không? Đâu phải nó không có gì, nó có tương lai sáng lạng. Mà nó không muốn. Nó không muốn chứ đâu phải là nó không có tương lai đâu. Ngồi vậy không? Ừ. Ủa có ngày là ngồi vậy luôn. Nó ngồi chỗ một vậy đó. Nó không bước đi đâu hết. Không, nó cũng bị trầm cảm, stress nặng. Giống như cái tâm lý á, của nó yếu lắm. Nó bị sụp rồi là cái nó buông luôn á. Mà khi buông luôn cái nó suy nghĩ, nó không có biết đường đi ra, nó không có lối thoát ở trong đầu nó. Vậy đó. Thiệt là khổ. Bữa nay trời nóng nữa. Ừ, nay nóng. Nóng vài bữa nữa hết rồi, tới mùa lạnh tới rồi. Khuya lạnh phải không? Kìa, có một thằng nội ở trần, trời nóng nằm giữa ngoài đường đó kìa. Rồi thằng con anh nó cũng đi vậy luôn hả anh Hoàng? Mà nó trẻ vậy luôn sao? Ôi là trời. Ổn quá. Ổn quá, tương lai mấy anh ơi. Mấy anh già rồi. Nhưng mà thấy mấy thằng con hết trẻ, mấy thằng con anh á. Như vậy tội cuộc đời tụi nó. Trên già ấy thôi. Anh đi qua đây. Xe ở đây nè. Coi coi trong thùng đồ ăn này còn gì. Nè anh dở bịch đồ nè, anh thả xuống đây. Nhớ bịch đồ nè, lần của Alex nè. Để bữa nào cho nó. Để coi cái đồ ăn còn. Ủa dưới đó phải bịch đồ ăn không? Không. Hả? Đó có một cái bọc á. Đó là bọc gì vậy? Thò tay ơi. Lấy đi, lấy lên đi. Là bọc mì gói đồ ăn đó. Ờ mì ly đó, ở đây nữa nè. Nè. Đó, lấy hai bịch. Đây nè. Ở trong đó nó có cà phê hết, nhưng mà cho thêm cà phê nữa nè. Có cái bịch gì không? Lấy bỏ vô. Nè. Đó, đem vô đi là có cà phê nữa nè, gấp mẹ nó rồi. Rồi gớt rồi kìa. Rồi, tôi đưa bột khác. Rồi, cà phê. Vô có nấu rồi, nấu rồi tập trung ăn đi. Nè. Nè, thêm bọc cà phê nữa. Ba bình hả? Ừ. Ba ông ba bà. Vô thôi nấu chung, ăn chung vậy đi. Hết rồi, cái này gớt cái hết rồi. Cả, ra bỏ vô đi. Bỏ vô luôn. Đó, rồi vô nấu mà ăn chung đi ha. Ừ, mất công á. Ừ, rồi. Ôm được không? Được. Để tôi kiếm. Ôi, sao kỳ vậy? Kiếm cái bọc gì bỏ vô không nội? Thấy ra nè. Thôi anh lấy cái bọc quần áo này ra. Ừ. Cái bọc rớt kìa, kìa anh đổ nó đi. Để đồ kia xuống. Để đồ xuống đây. Rồi anh đổ bột quần áo ra để anh bỏ nó vô.
cái bọc đồ đó, bọc của Alex đó. Đang để bữa nè. Ờ để về cho tắm nè, có quần áo rồi bạn. Trời nó sướng như tiên đó, mà tại nó không nghe lời, đâu có ai chiều nó mà cho nó nhà mà nó hút đâu. Thì nó chọn con đường đó. Không ai chiều người ta ở nhà mà hút đó. Đâu có ai cho. Người vô cùng nhau có để nấu mà ăn đi. Uống cà phê dữ lắm. Uống dữ lắm đúng không? Ừ. Đó, biết mà Lánh uống lần pha 4-5 bịch lần. Ở nhà vậy đó. Rồi thôi quả vô cho ừ. cho mấy ổng ăn uống gì đi ha. Ok. Rồi. Ok bye bye.